Thưa quý vị, với chương trình tour bộ hành theo bước chân đoàn quân giải phóng do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, nhiều người dân và du khách đã có trải nghiệm bổ ích khi được ngược dòng thời gian trở về với thành phố Đà Nẵng trong quá khứ thông qua hành trình khám phá các địa điểm trưng bày và địa điểm lịch sử, qua đó giúp cho người tham gia hiểu về những ngày tháng lịch sử hào hùng của dân tộc vào 47 năm về trước, những hy sinh đấu tranh gian khổ của toàn dân để có được độc lập tự do như ngày hôm nay. Dưới sự hướng dẫn tận tình của nhân viên bảo tàng, khoảng 30 khách đã được nghe thuyết minh và khám phá phần trưng bày chuyên đề Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ tại Bảo tàng Đà Nẵng và Tòa Đốc Lý, sau gọi là Tòa Thị Chính, nơi được xem là đại diện cho cơ quan quyền lực của chính quyền Sài Gòn tại Đà Nẵng và cũng là nơi cắm lá cờ mặt trận dân tộc vào ngày 29 tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng được hoàn toàn giải phóng. Xác định tập trung vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, Bảo tàng Đà Nẵng xây dựng tour này tập trung vào gia đình đang có con em là học sinh, thêm phần hiểu và yêu thích lịch sử dân tộc. Tour bộ hành theo dấu chân đoàn quân giải phóng là một gọi là một sản phẩm mới của bảo tàng, và thông qua tour này chúng tôi cũng muốn đem đến cho mọi người một cái sự mới mẻ trong cái chuyến tham quan của bảo tàng, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các di tích của thành phố và đồng thời là cũng nhằm phát huy quảng bá các di sản, hệ thống di sản của thành phố ở đây. Tận mắt thấy, tận tai nghe, lịch sử không chỉ còn nằm trên sách vở với nhiều em học sinh, sinh viên khi tham gia tour bộ hành này. Ai cũng tò mò, đặc biệt là các em nhỏ, học sinh đã chăm chú lắng nghe, quan sát và liên tục đưa ra những thắc mắc, câu hỏi cho các thuyết minh viên. Và em thấy được lòng dũng cảm của con người Việt Nam, thấy được những sự hy sinh mất mát vì tổ quốc, vì quê hương của những người chiến sĩ anh dũng. Em rất là tự hào về con người, về quê hương Việt Nam, những người chiến sĩ anh dũng đã hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước ạ. Nhằm ít để tham gia thì để tham quan và hiểu biết thêm về những thông tin về lịch sử Đà Nẵng thông qua dịp lễ 30/4 năm này. Và em cũng mong muốn và sẽ được gắn bó với những tour này nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Đây là hoạt động bổ ích và ý nghĩa mà Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức dành cho khách tham quan nhằm hưởng ứng chào mừng dịp lễ 30/4 và 1/5.